cuộc sống thật bất cầu. Cũng như ai thôi nhưng sao con hay vụng về, làm tất cả mọi việc nhưng lúc nào cũng không thành, thế nào cũng bị la. Thà la thôi không nói đằng này. Hey. Thấy con nhà người ta chưa? Tấm tắc gọn gàng sạch sẽ. À? Học giỏi chăm ngoan, làm gì cũng cẩn thận. Còn con nhà mình thì hey. Con nhà mình thì sao? Con nhà mình thì sao? Mẹ lúc nào cũng cho mình là đúng, luôn cho mình là đúng. Cứ cho con mình là sai. Và buồn hơn nữa khi so sánh con vai. La 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 con nhà người ta. Ba 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 con nhà người ta. Ba 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 con nhà người ta. Ôi ôi thật nhớ. Để đến với chương trình Con Nhà Người Ta. Bên đây là đội nhà, bên kia là đội khác. Và xin các cô chú hãy cổ vũ cho hai đội. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi trời ơi, tôi vừa mới nghe ai đó giành giật cái chỗ của tôi rồi nói dẫn chương trình ai vậy? Thì ra Út Dâu. À, canh me lúc chú Nghĩa với cô Linh chưa kịp ra sân khấu tràn ra đây giành cái chỗ này của chú Nghĩa đúng không? Chú Đại Nghĩa làm MC giỏi cho em đang có mắt chứ thèo. Nói cái câu này làm chú tan chạy, tan chạy. Bây giờ chạy vô trong kia kiếm ba mẹ đi, rồi một lát ra mình chào khán giả lần nữa nghe. Dạ. Phun miếng coi. Yêu quá luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay nhau làm thật tốt vai trò của mình hôm nay. Yeah. Nếu không thằng bé kia nó cướp gì của mình mất. Hai ba. Đại Nghĩa và Phí Linh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Nhà Người Ta. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng ta đang được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. 4 tuần đã trôi qua rồi với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Ở tuần thứ 5 này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lần cuối với các gia đình để chia tay họ. Sau bảng A ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với bảng B và bảng C. Có rất là nhiều những gia đình tiếp theo đang chờ đón. Còn bây giờ thì mình sẽ gặp gỡ với ban bình luận của ngày hôm nay nha. Xin được chào đón nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Xin được chào đón tiến sĩ tâm lý Linh Trang. Và hôm nay ở vị trí khách mời là một nhạc sĩ cũng rất là đẹp trai, với những sáng tác được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các bạn nhỏ. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta có một cô công chúa cực kỳ xinh đẹp. Và chính cái cô công chúa này nè cũng thường là một cái hình mẫu con nhà người ta. Chính mà xác. Những bậc phụ huynh khác hay mang về so sánh với con nhà mình. Giờ mình không nói là thấy con nhà người ta không, mình nói là đó, thấy bé Bảo Ngư không? Đó. Sao mà giỏi như vậy, dễ thương như vậy mà sao con là như thế nào? Ừ. Và bé Bảo Ngư chính là con gái của nhạc sĩ Yên Lam, cũng là vị khách mời ngày hôm nay. Hỏi nhẹ Yên Lam, dạ thưa anh, khi mà anh biết con gái mình là một cô bé tài năng xinh xắn như thế là niềm hãnh diện, niềm tự hào của gia đình. Nhưng đồng thời, nó có trở thành một cái gánh nặng, một cái áp lực cho anh hay không? Thực chất khi mà có con nhỏ mà được nhiều người quý mến, mình cũng ngại, mình cũng sợ là con mình lớn sẽ có cái cảm giác là một ngôi sao. Thì cũng may mắn là mình làm nghề thì mình được mấy anh chị góp ý và mình cũng có cái sự chững lại chút xíu với con mình. Lần đầu tiên thấy trời mình sợ quá, con mình giỏi quá, mình sợ nó giỏi quá. Rồi giờ làm sao cho nó bớt giỏi đây? Với chị Linh Trang thì qua những tập đã phát sóng thì những chủ đề mà chúng ta đưa ra đó, chị thấy rằng nó có gần gũi, nó có thiết thực với những gia đình hay không? Những phụ huynh mà tôi tiếp xúc thì họ gần như thấy rằng vấn đề này là hiện hữu hàng ngày trong gia đình. Dạ. Họ cho nên có một cái sự quan tâm lớn và họ cũng có những mong muốn là con mình cũng phát triển giống như những bé trong chương trình, nhưng mà họ cũng có một sự chững lại là giống như anh Yên Lam ở đây, là cũng sẽ làm sao để cho con mình vừa phát triển tốt nhất nhưng mà vừa tạo cho con một cái tính cách, một cái nhân cách nó hoàn thiện. Và cùng đồng hành với tiến sĩ tâm lý Linh Trang là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Hôm nay đã là chặng cuối của chuyến hành trình bảng A của chúng ta, bao gồm 5 tập rồi. Không biết là điều mà anh ấn tượng nhất, cái điều đặc biệt nhất mà anh suy nghĩ về chương trình Con Nhà Người Ta đó là gì ạ? Cái điểm đặc biệt của chương trình này
là cái phần yêu con đúng cách. Những người cha mẹ chia sẻ với nhau về những cái mẹo dạy con, về những cái phương pháp dạy con, thì Chung cảm thấy cái phần đó rất là ý nghĩa và rất là thiết thực. Đó là những cảm nhận của các vị trong ban bình luận khi đến với Con Nhà Người Ta. Còn bây giờ thì anh lại đang cảm nhận một cái sự mà hồi hộp, háo hức để đến với hai gia đình ngày hôm nay, xem coi các bé hôm nay sẽ thể hiện những tài năng của mình như thế nào. Xin được giới thiệu gia đình nhà mình nghệ sĩ Thúy Hạnh Minh Khang. Trời ơi, cái đoàn tàu này nó dài quá. Đoàn tàu này nó dài quá. Cái đoàn tàu này dễ thương lắm. Linh ơi, anh phát hiện ra một điều nha. Đây nè, đầu tàu nè, đó. Hồi nãy là hai bé dâu là làm lá cái đoàn tàu đi. Rồi dần dần từng toa tàu. Đến cái toa này nè, liếm là cái toa phục trang, toa quần áo đó. Rồi cái toa này cuối cùng là gì không? Căng tin. Ông đứng vô dòm y như căng tin thiệt vậy đó. Bốn tuần vừa qua thì đều là ba Khang và mẹ Thúy Hạnh là giới thiệu các con rồi. Bây giờ các con có tự tin giới thiệu về bản thân mình không? Dù sao mình cũng đã trải qua 4 tập rồi đúng không? Anh cả vẫn là anh cả. Con tên là Nhật Phúc, năm nay con 12 tuổi. Biệt danh? Biệt danh là anh Mít. Dạ, con là Hà Mê, năm nay con 11 tuổi. Nickname con là chị Mận. Năm nay con 10 tuổi, biệt danh của con là Xoài Thông Minh. Con tên là Lê Phương Chi, biệt danh của con là Mía Dẻo Dai. Xin chào quý vị khán giả. Con tên là Vũ Hàng Long, biệt danh của con là Giang Siêu Hoại. Chúng ta đã biết những em bé trong gia đình trái cây này, em nào cũng tài năng hết trơn trọi đó. Nhưng mà hôm nay là tập cuối cùng của gia đình mình. Không biết rằng gia đình mình đã có chiến lược gì chưa? Mời ba Khang. Hôm nay tập cuối rồi, thì chúng ta là để xác định có thể bạn nào được yêu ái vào vòng gala đúng không? Dạ. Thì thôi thì mình chơi hết mình. Chơi hết mình nha. Dạ dạ. Mình chơi hết mình nha. Rồi, 1, 2, 3. Yeah. Một tràng vỗ tay dành cho gia đình trái cây. Rồi, mời gia đình trái cây về chỗ. Nếu như mà ở những tập trước ấy, thì Linh lúc nào cũng chia sẻ với quý vị khán giả là cái sự đồ sộ, sự hoành tráng, kỳ vĩ của gia đình nhà mình. Nhưng mà ngày hôm nay ấy, Linh xin được bật mí với quý vị khán giả là cái mối lo đó của phía Linh và Đại Nghĩa không còn nữa. Ừ. Bởi vì gia đình con nhà người ta cũng đồ sộ không kém. Cân tài, cân sức luôn, cân ký luôn. Và xin được giới thiệu gia đình con nhà người ta với sự góp mặt của nghệ sĩ Hoàng Mèo và Tuyên Mập. Xin mời! Thấy chưa? Lên một cái thôi là cân sân khấu liền. Dạ. Chứ nãy giờ là sân khấu coi bộ nghiêng về bên kia hơi nhiều. Đến với chương trình thì gia đình chúng tôi là những thành viên bao gồm ba Hoàng Mèo, mẹ Tuyền Mập và con gái lớn là Minh Thành. Và em tôi là Amelia Princess Will. Amelia Princess Will. Yeah. Nó nghe nè con, nó nói tiếng Việt hay tiếng gì vậy? Tiếng Việt nhưng mà là theo cái tiếng Việt. Cái tiếng Việt mà theo cái tiếng Việt. Dạ, tiếng con tiếng gì nói cho chú Nghĩa biết luôn đi con. À, tiếng Mỹ. Tiếng Mỹ. Ủa, con là người gì? Con người Mỹ. Okay. Yeah. Mệt quá. Nói chuyện cái này gãy xương sống bất kỳ lúc nào luôn á. Con ơi, giới thiệu về mình đi. Con tên là Huỳnh Lâm Minh Thanh. À, Minh Thanh. À, con 11 tuổi. Sở thích của con là chơi thể thao và đặc biệt là môn thể thao. Con thích động vật, yêu chó. À, con sợ nhất là sợ ma. Sợ bóng tối. À, con sợ côn trùng. Hy vọng gia đình mình hôm nay sẽ tỏa sáng. Đồng lòng với nhau xem nào. 1, 2, 3. Yeah. Mời nhà mình về chỗ. Rồi, về chỗ con. Hôm nay đúng là một trận đấu ngang tài, ngang sức, ngang khối lượng, chất lượng luôn của cả hai gia đình. Và Linh chắc chắn là quý vị khán giả đã sẵn sàng đến với phần đầu tiên của chương trình. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao sau ít phút. Và tiếp theo đó là tỏa sáng tài năng. Con nhà người ta
lại với chương trình Con Nhà Người Ta. Đúng vậy. Anh ơi. Hả? Xanh trong chóng tại vì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần chào sân tỏa sáng tài năng. Thì các bé nó có tài để nó khoe nó tỏa. Còn bây giờ anh không có cái gì cả, cho nên anh phải xoay vòng vòng cho nó sáng thôi em. Anh ơi, anh xoay vòng vòng cẩn thận không nghe anh chóng mặt, xây sẩm mặt mày không dẫn được chương trình. Vậy thì anh sẽ đến với gia đình bên đây. Ôi, thật là hạnh phúc, thật là hạnh phúc quá đi. Và bây giờ sẽ nói cho gia đình mình biết. Dạ. Phải cử ra một thành viên nào đó mà ra thể hiện một màn chào sân với khán giả. Đó, trong hai đứa con gái ở đây, ba Hoàng với là mẹ Tuyền, hãy lựa chọn đi. Con chị Hai ha. Chị Hai trước ha. Chị Hai. Chị Hai sẽ đại diện gia đình đúng không? Yeah. Con làm gì con? Siêu trí nhớ. Chương trình mình cũng đã từng có những em bé về siêu trí nhớ. Bên kia cũng có em bé gái đó. Cái bạn mà áo trắng nơ đỏ đó đó. Cái trí nhớ cũng khủng khiếp lắm luôn. Cho nên là mình phải ráng làm sao mình thật ấn tượng trong cái màn chào sân này nha. Và đây sẽ là 20 món ăn rất là ngon và rất là hấp dẫn. Con sẽ mang cái này vào trong phòng con học. Con cần bao nhiêu thời gian nhỉ? Dạ, dưới 5 phút cho nó chắc. Dưới 5 phút cho dưới chắc. Dưới 5 phút. Nhưng mà bây giờ nè, mình sẽ nhờ một bạn nhỏ của bên con nhà mình đi theo bạn này. Dạ, mình bên đây đi. Bạn nào? Con hả? Rồi, mời con. Okay. Đây, Gia Nghi cũng là một cô bé có cái năng lực trí nhớ siêu phàm đây. Rồi, hai chị em chắc tay nhau vào trong nhớ nha. Đi nào. Rồi, xin mời. Còn bây giờ sẽ là một trò chơi nhỏ dành cho chúng ta. Trò chơi của chúng ta ngay sau đây có tên gọi là nếm món ăn đoán nguyên liệu. Và cái khó ở đây là không chỉ nhớ cái vị của món ăn như thế nào mà còn phải phân tích xem là trong cái vị đó thì có những nguyên liệu nào làm nên món ăn này. Mà hình như là sắp sửa là không còn món ăn nào đấy. Con người cứ hít hà rồi chuẩn bị là có khi là cầm luôn cái muỗng để mà nếm lên luôn đây nè. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi Linh à. Bây giờ mà người ta lên người ta nếm mà mình không nếm thử thì mình chịu sao cho thấu em. Đó, cho nên cho em cái muỗng anh một cái. Biết đâu mình được hưởng ké trong cái vụ này thì sao. Bây giờ thì mình sẽ thử món này trước. Mời hai ông bố. Hai ông bố sẽ nếm thử món chè này trước nha. Sau đó Hoàng sẽ qua bên đây ghi lại nguyên liệu. Còn Khang sẽ qua bên kia ghi lại nguyên liệu có trong món chè này. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ghi nguyên liệu. Cỏ lên, cỏ lên, cỏ lên. Cỏ lên, cỏ lên, cỏ lên, cỏ lên. Đội nào hoàn thành xong trước và có được nhiều nguyên liệu đoán hơn thì đội đó chiến thắng. Hết giờ. Quang mèo ghi được đậu phộng, nước dừa, phổ tai, khoai, 4 nguyên liệu. Đúng. Bên này xin được giới thiệu kết quả của ông bố Minh Khang. Một ông bố vô cùng cần mẫn, chăm chỉ. Chăm chỉ trong việc ăn. Không biết là có siêng năng trong việc là nghĩ nguyên liệu hay không, mà chỉ có tìm được ra hai nguyên liệu thôi. Đó là khoai lang và đậu phộng. Đây, đây, bưng cái chén như này. Như vậy là tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách. Xin mời Thúy Hạnh và Tuyền Mập. Rồi, mời hai bạn thử món ăn. Món gỏi nha. Em thấy có nước mắm, có tôm. Rất tập trung. Không phải tôm khô đâu, tôm tươi. Và xin được thông báo thời gian đã hết. Xoài, cà rốt, rau thơm, tôm khô, hành lá, 1, 2, 3, 4, 5 món. Rồi, hãy cùng xem bên này như thế nào thưa quý vị. Xoài, cà rốt, đậu phộng, tôm khô, giấm chua, đường, mùi thơm. 7 nguyên liệu. 7 nguyên liệu. Em lo ăn không à. 1 đều. Trời ơi, gì món ăn mà bị chồng em la. Dạ, thưa quý vị, bây giờ thì là bé ở trong kia có lẽ đã học thuộc hết 20 món ăn rồi. Mình sẽ quay trở lại với bé xem tài năng của bé như thế nào nha. Xin mời. Con nhà người ta
mời. Và mời con bắt đầu. Một quả cuốn, hai xô ngũ sắc, ba cơm tấm, bốn bún đậu mắm tôm, năm bánh cuốn, sáu phở bò, bảy bánh mì thịt, tám bánh xèo, chín. Lợn cắp nách, 10 cao lầu, 11 cháo lươn, 12 chè kho, 13 kẹo gu đơ, 14 là cơm hến, 15 bún xú, 16 bánh tráng nướng, 17 bánh cái, 18 gỏi ba khía, 19 bánh đập, 20 gỏi cá mái. Quá chuẩn luôn. Quá tuyệt vời luôn. 20 món ăn mà bé nhớ trong vòng có vài phút thôi. Cô Phi Linh chỉ đính chính một chút xíu thôi là gỏi cá mai. Nhưng phải cá mái con nha. Mai. Tại nhiều khi con không biết cái tên con cá đó, thành ra là con nhìn không có kỹ, không có rõ. Bây giờ chúng ta sẽ nâng lên một cái cấp độ khó hơn. Mời đội con nhà mình hãy đọc ra một tên món ăn nào đó. Thì ở đây Thanh sẽ nói lên cái món ăn đó nằm ở số thứ tự nào. Gỏi ba khía, 18. Chính xác. Tiếp. Kẹo cu đơ. Cu đơ 13. Chính xác. Lợn cắp nách. Lịch số 9. Rồi, đủ rồi. Bây giờ mình tới ban bình luận nè. Ban bình luận bây giờ đừng đọc tên món ăn mà đọc số thôi. Rồi bé sẽ đọc tên món ăn ra cho mọi người nghe. 11 con. 11 cháo lươn ạ. Chính xác. Xin mời chú Trung ạ. Số 4 con. Số 4 bún đậu mắm tôm ạ. Con đọc với chú số 10. Số 10 là cao lầu. Ôi. Tâm phục khẩu phục. Cháo lòng. Số mấy? Bún riêu. Số mấy? Mấy món đó chưa đưa vô thực đơn. Cảm ơn con về cái phần tỏa sáng tài năng vừa rồi. Một tràng vỗ tay dành cho bé Thanh. Rồi giờ nhà mình định đề cử ai đến cái phần tỏa sáng tài năng này đây? Bây giờ bên đó là siêu trí nhớ đúng không? Nhà mình là cũng có người siêu trí nhớ mà. Bây giờ con nói cho mọi người biết con sẽ muốn thể hiện siêu trí nhớ bằng hình ảnh gì nào? Mọi người sẽ sắp các lá cờ theo thứ tự ngẫu nhiên và sau đó con cũng sẽ nhớ giống như là chị Minh Thanh đã nhớ món ăn. Tại sao con lại thích là mình sẽ tập trí nhớ, nhớ các lá cờ trên thế giới? Gần đây con có xem World Cup với ba con thì con mới thấy những cái lá cờ, sau đó con tìm hiểu và con mới cảm thấy thích. Con nhớ được tất cả các lá cờ, nhưng mà tất cả các lá cờ là bao nhiêu? Dạ 221. Hả? 221. Nhưng mà cái này theo sắp xếp ngẫu nhiên thì con chỉ nhớ 20 lá. Bí quyết nào để con có thể con ghi nhớ được tất cả các lá cờ như vậy? Con sẽ tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của nước đó. Ví dụ như là Phần Lan có nền trắng, chữ thập xanh tượng trưng cho áo trắng học trò, là nền giáo dục tốt nhất trên thế giới. Trời ơi, không phải chỉ nhớ lá cờ con mà còn tìm hiểu về đất nước đó luôn hả con? Cô sẽ hỏi con này, con cần khoảng thời gian bao nhiêu lâu để mà học thuộc 20 con số này nhỉ? Dạ từ 2 đến 3 phút. Vậy là chưa đủ thời gian cho mình ra ngoài mình uống ly nước luôn đó. Đây sẽ là những con số và lá cờ của con. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Thanh đi cùng với bạn đi ha. Mời bé Giang Nghi quay trở lại sân khấu. Đầu tiên thì con sẽ đọc hết 20 lá cờ. Ok, đúng rồi. Đọc theo thứ tự. Và sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra tiếp. Mọi người cùng kiểm tra nha. Số hoặc là lá cờ. Bắt đầu. 1 Việt Nam, 2 Greenland, 3
Andorra, 4 Brazil, 5 Cameroon, 6 Mexico, 7 Bangladesh, 8 Albania, 9 Pháp, 10 Cộng hòa Dân chủ Congo, 11 Morocco, 12 Ấn Độ, 13 Afghanistan, 14 Israel, 15 Liberia, 16. Antigua và Barbuda 17, Úc 18, Phần Lan 19, Ả Rập Saudi 20, Bỉ. Con sai rồi. Sai câu 17 rồi. Câu 17 là Australia chứ không phải là Úc. Australia chứ không phải là Úc. Úc cũng là Australia mà. Bây giờ nhà mình sẽ đọc tên nước nha. Rồi bé sẽ đọc tên con số. 17 Australia. Đúng rồi. Lần này là con chiều lòng chú nha. 16 Antigua và Barbuda. Chính xác. 13 Afghanistan. Yes, yes. Số 8 con ơi. Albania. Chính xác. Mời ban bình luận. Ban bình luận sẽ đọc tên nước. Congo. Số 10. Chính xác. Israel con. Dạ 14. Việt Nam. Số 1. Rồi mời con về chỗ. Con cảm ơn con. Chúc mừng chị nè. Tụi nó kìa. Và bây giờ thì ban bình luận sẽ phải làm một nhiệm vụ, đấy là nhận xét và cân nong đo đếm xem là nhà nào nhỉnh hơn nhà nào. Theo Lam thì Lam thấy hai bé rất là tài năng và có sự trí nhớ rất là siêu phàm. Về món ăn cũng rất là khó nhớ, mà về cái lá cờ cũng rất là khó nhớ. Anh ơi, bây giờ anh mới biết cái sự khó khăn của hai vị khách mời còn lại trong hội đồng bình luận á. Hai bé đều có cái khả năng siêu trí nhớ và cái khả năng này á, thực sự em rất là ngưỡng mộ. Tại vì em là lãng đãng trí nhớ. Cái điểm tài năng của các bạn ở đây là gì? Cái việc mà mình nhớ nhiều, nhớ tốt không chưa đủ. Mà quan trọng nhất là cái cách để chúng ta có được cái kết quả cuối cùng. Các bạn còn nhỏ nhưng mà không có ghi nhớ một cách máy móc, mà các bạn ghi nhớ logic từ ngữ, dùng ngôn ngữ và dùng hình ảnh để chúng ta có được cái sự ghi nhớ tốt nhất. Và đó là những ý kiến từ ban bình luận dành cho hai cô bé tài năng của chúng ta với năng lực siêu trí nhớ. Và ở phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay của chúng ta, trong phần yêu con đúng cách thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề thành công sớm. Nhưng trước tiên thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn nghỉ ngơi trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Với cái chủ đề ngày hôm nay thì chú Đại Nghĩa và cô Phí Linh muốn hỏi các con là các con đã từng tham gia những cái cuộc thi năng khiếu, cuộc thi tài năng hoặc là cuộc thi học sinh giỏi chưa? Và lúc đó thì thành tích của các con như thế nào? Con thì đã từng tham gia cuộc thi siêu trí nhớ thế giới tại Trung Quốc ạ. Và con đã đem về giải đồng đội cho đội của mình. Hay quá. Rồi còn là chi? Con đã tham gia chương trình tìm kiếm tài năng nhí quận Cầu Giấy, Sơn Ca trong thành phố, viết chữ đẹp cấp trường, giải toàn vi Olympic. Khi mà các con tham gia những cuộc thi như vậy thì các con có thích hay không? Cảm giác thế nào? Amelia? Con hơi ngại, lúc mà bước lên trên sân khấu thì con ngại, mà lúc mà thi rồi thì cảm giác rất là bình thường. Còn Phúc nè, khi con tham gia cuộc thi như vậy đó là do con muốn thi hay ba mẹ con muốn con đi thi? Dạ, là cũng là một phần ba mẹ con muốn mà cũng là của con muốn luôn. Sau khi mà các con đi về từ các cuộc thi mà các con có giải á, dù là giải ít hay giải nhiều thì cô thấy là cũng có giải đúng không? Con thấy về nhà là các bạn hay là bố mẹ hay là mọi người đối xử mình có thay đổi không? Ví dụ như là Thanh đi, khi mà con về lớp con thấy như thế nào? Mấy bạn thì có vẻ là chơi với con thì cũng nhiều hơn lúc trước một tí, với lại kiểu mấy bạn thường khen con. Cô mời anh cả. Dạ, là sau khi thi cuộc thi đó là các bạn muốn chơi với con. Trước đó là chỉ có trong lớp con biết con thôi. Nhưng mà sau khi con thi chương trình đó là cả trường tự nhiên
biết con rồi thầy hiệu trưởng cũng hay kêu con lên sân khấu để hát. Một câu hỏi cuối dành cho các con, nếu như bây giờ các con tham gia những cuộc thi mà lỡ như mình không có đạt được thành tích cao thì các con có nghĩ rằng ba mẹ sẽ bớt thương mình hay không? Dạ không, con nghĩ ba mẹ vẫn thương mình. Ba mẹ sẽ an ủi con. Thường thì con sẽ không buồn tới nửa khóc đâu. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái câu chuyện về sự thành công của các con thì các con cũng chia sẻ là có đôi lúc mình cảm thấy mệt này, mình nhức đầu, mình cũng cảm thấy bị áp lực. Thì không biết là bố mẹ chia sẻ cái điều này với các con như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trò chuyện ở phía bên ngoài sân khấu bởi hai gia đình cũng như là các chuyên gia của chúng ta. Con nhà người ta. Con nhà người ta. Thì không biết là sau khi mà lắng nghe những tâm sự của các con ở trong căn phòng kia thì anh Minh Khang và chị Thúy Hạnh có nghĩ đến hai em bé thật ở nhà của mình không ạ? Thực sự thì từ lúc mình nghĩ là tùy theo độ tuổi. Dưới có khoảng chừng 5-6 tuổi thì các bé không biết sự nổi tiếng là gì đâu. Các bé rất ngây thơ hồn nhiên thì lúc đó mình rất là an tâm. Nhưng mà càng lớn thì mình sẽ càng giảm cái độ xuất hiện trên đại chúng lại. Tại vì mình không muốn bé nổi tiếng quá sớm. Mình không muốn trải thảm cho bé tất cả mọi thứ. Cả hai vợ chồng đều không thích cho con có được cái sự thành công sớm. Đó là riêng với gia đình mình. Cái sự nổi tiếng quá sớm của trẻ thì nó cũng không có quá gọi là tiêu cực. Bởi vì do là một phần tác động của phụ huynh. Mình đừng có chạy theo thành tích thì con mình nó sẽ không có ảnh hưởng những cái tiêu cực đó. Ví dụ như con thích một cái bộ môn nghệ thuật, cứ hãy cho con học và làm cái đam mê của nó đi. Mình không cản con, mình sẽ đứng từ xa và mình quan sát nó. Để khi nào mà con mà có lỡ mà đi lộn đường, sai bước đó, thì mình tém con vô. Cho mình hỏi thử xem gia đình của anh Yên Lam. Cái cuộc sống của Lam á, đối với lại con gái Lam, khi mà con gái Lam được nhiều người biết tới á, thì Lam phải cố gắng bằng một cái hành động là mình phải gần con nhiều hơn. Mình phải đưa con đi học, mình ôn bài cho con, mình chơi với con. Con học đàn thì mình ngồi đó tập đàn chung. Con hát thì mình thâu cho con. Thì những cái đó là những cái hành động để mình chơi với con. Và mình sẽ kèm được rằng coi cái con là cái mức tưởng tượng của con là ta là người nổi tiếng tới đâu. Nhưng thật sự ra lúc nào con gần bên mình thì con cũng cảm thấy là con chưa là một cái sự nổi tiếng gì cả so với người ba. Thành ra là mình chia sẻ cái vấn đề là mình tự hào về cái vấn đề đó. Em làm huấn luyện viên của một cái chương trình đó, em thường xuyên nhận được những cuộc gọi hoặc là những tin nhắn nhắn trực tiếp luôn cho mình là như thế nào để cho con tôi sẽ như vậy. Thì em nói rằng cái vấn đề ở đây là tài năng thực sự của bé. Nếu bé có tài năng thực sự, em chỉ là người làm thêm cho bé thôi, chứ em không thể nhận một cái gì khác để đưa cho con chị hay là con của chú hay là con của anh để đạt được cái thành tích đó. Làm quá như vậy, thứ nhất là tự nhiên con mình nó bị ảo tưởng, lúc nào cũng được thành công. Cái này nếu mà mình làm được, yên tâm đi, má tôi sẽ có tác động, lúc đó tôi sẽ được, má tôi bảo kê đó. Đó có nghĩa là sẽ có hậu thuẫn. Và ngay cả các bé học trò em dạy cũng vậy, khi mà có những chương trình truyền hình thực tế thi ca hát này kia, em cũng nói thẳng với phụ huynh đó là những cái chương trình này, cái mục đích của mình không phải là để nhất để nhì, mà cái mục đích của mình là qua những chương trình này cho các con học được cái gì. Quan trọng nhất không phải là thành công về nghệ thuật hay là thành công về học vấn, mà cái quan trọng nhất là thành công về nhân cách. Ai trong chúng ta cũng có thể có năng lực, đi học tập, rèn luyện là có năng lực. Nhưng để trở thành tài năng, một sự thành công mà cả xã hội nhiều người thừa nhận, thì con chúng ta phải có một cái tố chất nào đó đặc biệt mà người ta gọi đó là năng khiếu. Vậy nếu con mình không có năng khiếu thì chắc chắn con mình sẽ có năng lực để hoàn thành một công việc nào đó. Nhưng nếu con có năng khiếu, con có khả năng phát triển thành một cái từ mà ta rất muốn con đạt đến, đó là tài năng. Muốn năng khiếu trở thành tài năng, không phải tự nhiên ngủ dậy nó thành tài năng. Thứ nhất là chúng ta phải phát hiện ra con có năng khiếu đó. Vậy có những hoạt động gì trong xã hội, cứ cho con tham gia hết để con lộ cái năng khiếu đó ra. Việc thứ hai là khi phát hiện ra rồi, phải đặt con vào một cái môi trường hoạt động phù hợp. Và cái tác động phù hợp nữa là chính cha mẹ dạy con một cách phù hợp với cái năng khiếu đó. Và cái điều cuối cùng, điều thứ tư, Edison nói, trong 100% thiên tài của tôi, chỉ có 1% là năng khiếu, còn lại 99% là sự rèn luyện, sự khổ luyện. Vậy thành công của con nếu đã có, cũng chỉ là một bước trước mắt. Hãy giúp con rèn luyện thêm, trao dồi thêm. Xin được cảm ơn các vị khách mời vì những chia sẻ rất là quý báu. Và ở phần sau của chương trình, sau ít phút quảng cáo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không khí rất là sôi động của phần thách đấu tài năng. Quý vị đừng đi cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Con nhà người ta.
nhờ người ta. Con nhờ người ta. Cảm ơn quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Con nhà người ta. Và như quý vị cũng đã biết, xuyên suốt 4 số vừa qua thì đây là phần hấp dẫn nhất của chương trình, có tên gọi là thách đấu tài năng. Gia đình đội Con nhà người ta sẽ cử ra một thành viên ưu tú mà mình nghĩ rằng là sẽ có thể chinh phục được tất cả mọi người bằng tài năng của mình. Ra bên đây thách đấu với nhà của chúng ta, cái ngôi nhà quen thuộc với nhiều thành viên này. Dạ em ra thi. Em thách đấu với nó. Em quá tuổi em thi rồi em ơi. Đi vô đi, cái cuộc thi là giờ Con nhà người ta. Dạ đây không? Amelia. Con gái sẽ thi tài năng gì? Con làm thiết kế thời trang. Đó. Bên đây nhà mình sao? Bây giờ nếu như mà bé muốn thi thiết kế thời trang thì mình nghĩ là cũng nên để ngang tài ngang sức đi nhở. Nên là nhà mình cũng sẽ có một phần thiết kế thời trang. Được không? Mi? Dạ được. Mi nhận nha. Mi nha. Ok. Bé Mận như ha. Vậy là bé Mận duyên dáng Hoàng Mi của gia đình Hạnh cũng sẽ tiếp tục thi thiết kế thời trang cùng với cả bạn. Chất liệu là do ban tổ chức đưa ra. Các con phải thực hiện trên chất liệu mà ban tổ chức yêu cầu là giấy cùng với lá. Lá là sẽ dành cho Hoàng My. Con sẽ thiết kế bộ trang phục bằng lá dành cho chú nha. Còn bên đây Amelia sẽ dùng giấy thiết kế cho cô Linh nha. Quá được. Chúng luôn. Ta sẽ có 10 phút để thể hiện phần thi này. Dụng cụ thì đã sẵn sàng rồi và thời gian cho các con Bắt đầu. Thời trang giấy của Phi Linh và thời trang rừng núi lá cây của Đại Nghĩa. Đi nhẹ thôi mới rách. Rồi. Ha. Sau một màn trình diễn thời trang, cả hai bộ trang phục đều rơi rớt đáng kể. Thưa quý vị, ngoài hai bộ trang phục được thực hiện tại chỗ này với sự góp sức, ủng hộ cuồng nhiệt của cả hai gia đình, thì hai thí sinh của chúng tôi còn đã chuẩn bị thêm hai bộ sưu tập nữa để trình làng cho quý vị cùng thưởng thức. Bộ sưu tập thời trang lá của nhà thiết kế Hoàng My. Bây giờ xin mời nhà thiết kế hãy cho biết ý tưởng
tạo ra bộ sưu tập này? Dạ, ý tưởng của con được lấy từ thiên nhiên và phong cảnh rất là đẹp của Tổ quốc. Và những cái bộ đồ này có tên là Đi xuyên thời gian. À, những cái bộ sưu tập này á, là các bé đều là những người lên ý tưởng và các bé thiết kế vẽ trên giấy sẵn ở nhà luôn. Và lên đến đây thì các cô chú mới hỗ trợ các bé đã tạo nên bộ sưu tập này thôi. Một tràng pháo tay dành cho Hoàng My cùng với gia đình trái cây. Xin được giới thiệu bộ sưu tập thời trang giấy của nhà thiết kế Amelia. Và xin được giới thiệu nhà thiết kế Emilia. Và bây giờ thì nhà thiết kế Emilia sẽ giới thiệu về bộ sưu tập của mình. Xin mời con. Xin chào tất cả mọi người. Bộ sưu tập của mình có tên là Hoa Mặt Trời. Mình đã thiết kế ra 4 trai và 4 gái. Bộ đồ của con gái thì thường thường con gái thích mặc váy. Mình vẽ những bộ váy này như là những bông hoa dưới ánh mặt trời. Thì nếu mà những bông hoa này dưới ánh mặt trời thì sẽ tỏa sáng hơn. Và những cô gái này mặc mấy bộ này vào thì sẽ thấy mình rất là xinh đẹp và rất là dễ thương. Con trai mặc cái bộ này vào thì thấy mình cá tính hơn và mạnh mẽ hơn và sẽ không thấy mình nhút nhát khi đi đâu đó. Wow! Xin được cảm ơn các con, các người mẫu nhí rất là tài năng của cô. Cảm ơn các con. Bây giờ mình sẽ đến với phần nhận xét của ban bình luận với hai phần trình diễn thời trang, những thiết kế rất là ấn tượng và tài năng của hai con. Thứ nhất là về kỹ năng của các con, thì các con đều có những động tác rất là thuần thục, may rồi thiết kế rồi vẽ rất là đẹp. Cho nên đề điểm kỹ năng là tụi con đều đồng 5 điểm. Về màu sắc thì Amelia là đa dạng màu sắc hơn, nhưng mà bé My thì lại có tính tiện dụng hơn. Về cơ bản là các con là đồng đều nhau, nhưng mà Amelia có một điểm hơn bạn. Đó là con chọn được verdet cuối cùng đẹp hơn bạn My. Verdet là người mẫu quan trọng nhất của bộ sưu tập. Vậy lỗi không phải thuộc về con, lỗi thuộc về verdet. Tiếp theo mời chú Yên Lam. Chú Lam coi cái bộ sưu tập của hai bạn nhỏ đó, làm chú Lam nhớ tới cách đây vài tháng. Chú Lan đã từng thiết kế một bộ như vậy rồi, chung với lại bạn Bầu Ngư. Nhưng mà khi mà các con đem bộ sưu tập ra đó thì chú Lan rất là bất ngờ. Là tại vì tụi con làm một cách rất là chuyên nghiệp. Mà phần giấy thì theo chú biết là sẽ dễ làm hơn cái phần lá rất là nhiều. Tại vì giấy con có thể là con cắt theo ý và con tự tạo hình và này nọ được. Nhưng mà phần lá của bạn con thì chú thấy là rất là khó. Tại chú cũng có làm thời trang bằng lá luôn rồi. Chú có cảm giác được tụi con là những nhà thiết kế nhí mà chuyên nghiệp luôn á. Xin mời cô Linh Trang. Nhờ cô cho ý kiến ngắn gọn, chuyện này là đồ của chú Nghĩa là nó rụng gần hết rồi, còn có cái xà rong không đó. Bộ sưu tập thì hai chú đã nhận xét rồi. Cô Trang thích nhất là cái phong cách làm việc của tụi con. Khi mà nói thi một cái, đứng lên vô bàn, cắt, làm, điều hành luôn, ai làm cái gì. Trời ơi, cái phong cách đó là nếu mà con rèn luyện tiếp cái nghề nghiệp chuyên môn nữa thì con sẽ làm việc rất là chuyên nghiệp theo cái lĩnh vực mà con chọn. Cảm ơn ban bình luận. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần rất là quan trọng, đó là bình chọn cho hai bạn nhỏ này của chúng ta. Nhưng trước khi đến với phần này thì hãy nghỉ giải lao vài phút quý vị nha. Xin được chào mừng quý vị quay trở lại với Con Nhà Người Ta và đây là phần bình chọn. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bình chọn cho tiết mục nào mà quý vị muốn là gặp lại các nhân vật của Con Nhà Người Ta trong chương trình gala của chúng tôi. Và cách thức chúng ta bình chọn đó chính là chúng ta sẽ giơ cờ lên. Mỗi khán giả trong trường quay thì sẽ tương đương với 1 điểm và một lá cờ của ban bình luận thì tương đương với 10 điểm. Mình sẽ bình chọn cho bé Amelia trước.
đội con nhà người ta bắt đầu. Hai mươi ba với 28 là 51. Điểm số từ ban bình luận là bao nhiêu? Xin mời. Wow, 30 điểm luôn. Như vậy là tổng cộng Emilia có 81 điểm. Xin chúc mừng. Và bây giờ thời trang lá cây, thời trang núi rừng của bé Hoàng My, các bạn sẽ bình chọn bao nhiêu điểm đây? Xin mời. 19. 16 với 19 là 35. Còn ban bình luận thì sao? Cộng với 30 điểm nữa là 65 điểm. Xin được chúc mừng gia đình nhà mình. Như vậy là chúng ta đã biết được điểm số của năm bé con nhà mình cũng như là điểm số của các bé đến từ con nhà người ta. Không biết là bé nào sẽ có mặt tại vòng gala. Bây giờ mình hãy cùng xem lại nha. Bây giờ thì sẽ là một cái phần cũng rất là hấp dẫn. Đó là học bổng mà chương trình ban bình luận sẽ trao cho hai con. Hai con là đại diện cho hai gia đình. Học bổng không biết rằng ban bình luận tính như thế nào ạ? Ban bình luận thấy là phong cách chuyên nghiệp như nhau, hai bộ sưu tập sáng tạo như nhau, cho nên học bổng 50-50 cho hai nhà. Vậy là mỗi nhà sẽ nhận được một phần học bổng trị giá là 3.500.000 đồng. Xin mời nhạc sĩ Yên Lam sẽ lên sân khấu để trao học bổng cho hai bé đại diện ạ. Nhà người ta con nhà người ta ôi ôi thật nhớ. Và ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay cũng là khép lại năm số mà gia đình Thúy Hạnh Minh Khang đã tham gia cùng với chúng tôi, cho nên kỷ niệm chương là dành cho tất cả các em bé trong chương trình. Xin mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và tiến sĩ tâm lý Linh Trang. Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, tiến sĩ tâm lý Linh Trang. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Yên Lam. Vậy là hành trình năm số đầu tiên trong bảng A của con nhà người ta đã khép lại. Và chúng ta đã không chỉ được nhìn thấy những tiết mục rất rực rỡ, xinh tươi trên sân khấu, mà thông qua đó còn những câu chuyện về dạy con, nuôi con thật sự bổ ích và lý thú. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn đến với bảng B và bảng C, với rất nhiều những gia đình sẽ gặp gỡ quý vị khán giả. Đừng quên hẹn gặp lại chúng tôi vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhiều lúc con thấy cuộc sống thật bất công, cũng như ai thôi, nhưng sau con hay vụng về làm tất cả mọi việc, nhưng lúc nào cũng không thành. Thế nào cũng bị la, thà la thôi không nói.